chào mọi người đã đến với kênh của Bông Bách Travel. Hôm nay các bạn hãy cùng theo mình về với vùng đất Vĩnh Phúc. Điểm đầu tiên trong điểm đến của mình hôm nay đó chính là Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên. Nơi đây chính là nơi thờ Phật. Chúng mình cùng bước vào đây để tham quan khám phá bên trong nhé. Mọi người cùng theo mình nhé. Xa đằng kia chắc mình không nhìn thấy đâu. Đấy gọi là cổng tam quan đấy đúng không? Cổng tam quan chỗ chị em mình vừa xuất phát kia rồi đấy. Vâng. Đấy mà mình đi lên đây rồi đấy. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là ngôi chùa có kiến trúc hoành tráng nhất miền Bắc Việt Nam. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên đại diện cho tinh thần khoáng đạt của thiền phái Trúc Hương Tăng Hội và Trúc Lâm Tam Tổ sáng lập. Với quần thể Tây Thiên thì chúng ta sẽ có là mọi người vẫn đều biết tới nổi danh là thờ Phật và thờ mẫu. Điểm đầu tiên khi chúng ta vào, chúng ta sẽ đi vào lễ Phật trước. Mọi người cùng theo chân mình nhé. Hai bên có cái gì kia? Hai bên á. Một bên là trí tuệ, một bên là từ bi. Thì ở hai cái cột này cũng có hai chữ là Tây Thiên vết cũ còn in dấu, Ấn Độ cao tăng mãi nhớ công. Mọi người nhớ nhá, tại sao lại có cái tên là Tây Thiên? Tây thì có nghĩa là Tây là nước ngoài ấy các bạn. Thì Phật giáo bắt nguồn từ Ấn Độ. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một thiền viện thuộc dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, nằm tại thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, cách Hà Nội khoảng 85 km về phía Tây. Cùng với Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt và Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên là một trong ba thiền viện lớn nhất của Việt Nam.
Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên xây dựng ngay cạnh khu di tích danh thắng Tây Thiên Cổ Tự, bao gồm Chùa Tây Thiên, Đền Quốc Mẫu Tây Thiên Lăng Thị Tiêu, Đền Cô, Đền Cậu, Đền Thõng và Thác Bạc. Được xây dựng ngay bên cạnh khu di tích danh lam thắng cảnh Tây Thiên Cổ Tự, nơi đây không chỉ được biết đến là nơi đất linh thiêng mà còn là địa danh thu hút không ít những khách du lịch hành hương về cõi Phật, thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình. Đứng dưới chân núi nhìn lên, thiền viện thấp thoáng trong mây, đường lên khúc khuỷu quanh co bốn bề mây bay, thông reo gió thổi, thoáng rộng và thanh sạch, cảnh vật thanh tịnh đến lạ lùng. Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được khởi công từ ngày 4 tháng 4 năm 2004, tức ngày 15 tháng 2 âm lịch, với tổng số vốn 30 tỷ đồng. Khi làm lễ khởi công, trên nền ngôi chùa cổ, các nhà sư đã tìm được vô số các viên gạch và mảnh gói vỡ có hoa văn mang dấu ấn của thời nhà Trần. Sau hơn 15 tháng xây dựng, công trình mang tầm cỡ quốc gia này đã chính thức được hoàn thiện và được khánh thành vào ngày 25 tháng 11 năm 2005. Công trình to lớn này đã được xây dựng với thời gian nhanh và giá thành thấp nhất kỷ lục. Riêng tòa Đại Hùng Bửu Điện chỉ thi công trong vòng 9 tháng. Sở dĩ tốc độ xây dựng nhanh như vậy là vì có sự tham gia đóng góp của hàng ngàn người, trong đó có các nghệ nhân và làng nghề nổi tiếng trong khắp cả nước như thợ mộc Hà Tây, Bắc Ninh, thợ đá Non Nước, Linh Bình, thợ xây Nam Định, Hà Nội. Thiền viện Tây Thiên là một trong những nơi phát tích sớm nhất của Phật giáo Việt Nam. Khoảng thế kỷ thứ 3, có một vị hòa thượng tên là Khương Tăng Hội dừng chân ở đây dựng chùa và truyền giáo. Vì thế nơi đây là cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Thiền học Việt Nam được khởi đầu với hòa thượng Khương Tăng Hội. Ông cũng đã đem thiền học sang truyền bá ở Trung Quốc thời Tôn Quyền năm 247. Thiền viện Tây Thiên là nơi đào tạo về Phật giáo một cách có hệ thống, tạo điều kiện để Phật giáo Việt Nam phát triển cả về bề rộng cũng như chiều sâu và đẩy mạnh giao lưu với các dòng Phật giáo của các nước khác. Ui, đây là quả gì ạ? Quả gì mà khi mình đi lại đến thấy rồi. Ví dụ này, đây là chuông đấy nhé. Hình như hai bên có, bên này là chuông, quả chuông đồng, thì bên kia anh nghĩ chắc là cái khánh đồng. Đây là Đại Hồng Chung, xin mình nói chuông. Đại Hồng Chung của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên nặng 2 tấn, được đúc từ một làng nghề truyền thống, nổi tiếng về đúc chuông đồng ở Huế, có tên là Phường Đúc. Giá treo chuông do một nghệ nhân ở làng Đồng Kỵ thực hiện, một làng nghề nổi tiếng về nghề mộc, thuộc huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đại Hồng Chung này do đạo hữu Trần Văn Chiết và bà Hoàng Thị Tuyết Anh, Phật tử của chùa Hoa Nghiêm ở Vivina cúng dường. Công trình lầu chuông do Phật tử Tâm Chân Đạo Tràng Tuệ Đức Hà Nội phát tâm công đức cúng dường. Công trình này được xây dựng vào năm 2005. Wow. Ôi, trên này có khắc luôn này: Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thịnh Từ chứng minh Chư Tăng Pháp Nữ Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên cùng Phật tử Nhất Tâm tài trợ. Wow, nặng 2 tấn các bạn nhé. Thật sự rất đẹp và rất to. Chúng mình cùng đi tiếp xem bên kia là tháp gì nhá. Anh nghĩ bên kia là cái khánh bằng đồng. Thì thường ở trong các ngôi chùa thường sẽ có là một quả chuông đồng và một cái khánh đồng, như kiểu cái khánh này này. Chúng mình đây cùng là xem. Cái khánh bằng đá. Anh nghĩ thì là trống. Trống. Anh nhìn thấy rồi. Bởi vì thường khánh mà lại to như thế này thường ít thấy lắm. Thường sẽ là trống. Trời ơi, đứng ở chỗ này nhìn thấy toàn bộ khung cảnh phía dưới luôn. Ở trong thiền viện Trúc Lâm này mình sẽ nghe thấy tiếng chuông gió rất là thích luôn mọi người ạ. Chuông gió cực to. Ôi, bên kia các thầy đang tụng kinh đấy. Cái này là bị do ảnh hưởng của ấy à, nó bị xô rồi. Chéo. Đúng như mình đoán nhá, đó là một chiếc trống. Trống, thân trống của Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được làm bằng một khối gỗ mít rừng. Gỗ này ở rừng Gia Lai có đường kính 1,5m và dài 2m.
sau khi vạc bỏ bớt phần vỏ rác ở bên ngoài, móc ruột để làm thành trống tan liền, có nghĩa là không do nhiều mảnh ghép lại và nó là một khối luôn đấy các bạn. Có nghĩa là một cái thân cây xong người ta quét bỏ cái phần lõi. Hiện nay trống có đường kính dài 1,3 mét, có đường kính 1,3 mét và dài 2 mét. Trống do gia đình thầy Thích Trúc Thái Đạt cúng dường và gia đình nghệ nhân ở huyện Sơn Lộc, tỉnh Đồng Nai thực hiện năm 2005. Có vẻ bức tượng kia là bằng đá gì đó, một loại đá gì đó rất đẹp nhá. Ở dưới này chúng mình sẽ xuống nhá. Mình sẽ đi. Bây giờ mình sẽ lên cao nữa. Phía sau, mình ra phía sau. Mọi người cùng theo mình đi ra phía sau của chùa nhá. Mình lên trên cao tiếp nha. Wow, nhìn sạch đẹp nhờ. Đây này, đi thẳng ra đây đi. Rộng quá, phía bên kia có một cái tòa tháp nữa. Cây si đẹp nhờ. Toàn cây si đẹp rồi. Các dáng cực kỳ đẹp luôn. Bonsai đấy. Wow. Hôm nay thời tiết nó hơi mây mù tí. Nhìn kìa. Ôi từ chùa nhìn ra đẹp chưa kìa. Hơi ngược sáng. Đây là khu vực nhà khách các bạn ạ. Từ dưới kia lên chắc khoảng 3 tầng các bạn nhé. Thì đó, khu vực dành cho tăng khách kìa. Đây có một con châu chấu to chưa này. Úi, thôi bay rồi. Khung cảnh từng tiểu cảnh rất là đẹp nhé. Đó. Này. Đẹp chưa? Giờ chúng mình lên tiếp phía bên trên cao kia nhé. Từ đấy đi dày vậy. Leo dốc thì đấy em cẩn thận. Đây là khu vực nội viện. Nội viện tăng đâu. Dùng cho các nhà sư vị tăng. Ok, chắc là mình chỉ quay ở đây thôi nhá. Mình quay lại này. Quá đẹp luôn. Đấy. Đẹp quá cơ. Đường thông đẹp nhỉ. Đẹp luôn, có nhiều những khu vực nữa cũng đang xây đấy. Chúng mình chuẩn bị gặp các vị thầy. Tượng đâu? Đây này. Mình đi xuống dưới này. Chào thầy.
Đi được không? Quá đẹp luôn. Ở đây thì đúng là thanh tịnh. Quá thanh tịnh luôn này. Rừng thông này. Kia là ba vị sư thầy vừa đi tụng kinh về. Bây giờ đây là khu vực của các thầy ở này. Người ngoài không được phép vào đâu nhá. Mình chỉ quay qua thôi. Giờ thì mình sang cái bức tượng Phật Tổ ở đây. Nằm ở phía sau nhà khách ấy. Đây nhà khách này. Nhà khách đi ra phía sau sẽ là có một bức tượng. Bức tượng Phật Tổ bằng đá này gọi là đá hoa cương ấy nhỉ? Hay là gọi là đá gì? Ừ, nhưng mà nói chung là làm bằng đá các bạn ạ. Đây có một cái hồ nước này nhưng mà đã cạn rồi. Không khí tuyệt vời quá. Không khí quá tuyệt vời luôn. Mình đứng gần bức tượng Phật Tổ này các bạn. Thiền viện Trúc Lâm rất là rộng với các bạn. Mình đi một lúc mà đã cảm thấy hơi mỏi chân rồi. Khu vực các cái đá để ngồi. Cẩn thận dốc ấy nha. Mọi người đừng như mình nhá. Mình bỏ ra cái đây mình đi bước. Chứ còn bình thường đi này mình đi. Phải đi giày. An nhiên giải thoát. Thật sự, quần thể của chùa rất rộng và đẹp. Đúng là nằm trong một trong ba thiền viện Trúc Lâm lớn nhất của miền Bắc mình. Bạn nhìn này. Đẹp không? Rừng thông xen kẽ. Có nghĩa là không gian xanh trong chùa ấy. Tạo cho mình cảm giác cực kỳ nó bình yên, yên tĩnh. Thật sự mình rất bị bất ngờ và choáng ngợp bởi cái vẻ đẹp của nơi đây. Đây khu vực giảng đường. Gần vào bức tượng vàng đường đấy. Trai đường. Vào đây không? Được khá nào nhé. Khu vực này hơi nhiều khách. Để có sức khỏe đi hết quần thể Tây Thiên thì mình nghĩ là các bạn cũng phải chuẩn bị đấy. Ăn sáng đầy đủ, thể thao thường, thể dục thường xuyên. Tổ ấn Trùng Hưng là nơi thờ Phật Hoàng Trần Nhân Tông
là người đã thống nhất các thiền phái tồn tại trước đó và toàn bộ giáo hội Phật giáo đời Trần về một mối, và ông đã sáng lập ra thiền phái Trúc Lâm. Trúc Lâm vốn là hiệu của Trần Nhân Tông từ khi xuất gia ở động Vũ Lâm, Ninh Bình, đồng thời cũng là hiệu của thiền sư đạo viên, tiền bối của Trần Nhân Tông, tổ thứ hai của dòng thiền này. Thiền phái Trúc Lâm có ba thiền sư kiệt xuất là Nhân Tông, Trúc Lâm Đầu Đà, Pháp Loa và Huyền Quang, gọi chung là Trúc Lâm Tam Tổ. Thiền phái này được xem là tiếp nối nhưng là sự hợp nhất của ba dòng thiền Việt Nam của thế kỷ thứ 12. Đó là dòng Thảo Đường, Vô Ngôn Thông và Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cùng với sự pha trộn ảnh hưởng của Tông Lâm Tế. Ôi, gió rì rào. Đến Tây Thiên ngày hôm nay mình cảm thấy sự quá tuyệt vời luôn. Ôi, cây này giống cây bồ đề đó. Đúng rồi. Ở chùa Trấn Quốc ấy, có một cây như cây bồ đề thì được rất là nghìn năm tuổi đấy. Ờ, đây này đúng rồi, cây bồ đề này. Viết toàn bằng tiếng Ấn Độ này. Được tặng năm 2014. Ờ. Tượng Phật. Dưới đây đang xây dựng một công trình gì đó khá là lớn. Quá đẹp luôn. Dưới này có một bảo tháp này. Tháp của tổ sư thời Trần, thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên được tôn tạo vào năm Kỷ Sửu 2009. Ở ngay bức tượng Phật Ngọc thì có một tấm bia công đức này. Khởi công ngày 19 tháng 12 năm 2009 và khánh thành vào năm 2020.